Hello, xin chào các bạn. Và hôm nay phụ kiện Samsung sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm pin sạc dự phòng với công suất 25W. Đây là sản phẩm chính hãng của Samsung. Như các bạn cũng thấy là ở trên vỏ hộp của cái sản phẩm này thì nó thể hiện cái pin sạc dự phòng này với dung lượng là 10.000 mAh. Nó hỗ trợ công nghệ Super Fast Charging, tức là sạc siêu nhanh. Cái công suất của cái sạc pin sạc dự phòng này lên tới 25W, tức là nó sẽ tương đương với cái bộ sạc 25W đi kèm theo những cái máy Note 10 hay là Note 20. Nó có hai cái cục cổng sạc và cái cổng USB và cổng Type-C. Sử dụng công nghệ PD, Power Delivery. Đây là cái pin sạc dự phòng chính hãng của Samsung. Có đầy đủ những cái thông tin các bạn có thể kiểm tra. Nó hỗ trợ công nghệ PD 3.0. Maximum của nó là được 25W tối đa. Có đầy đủ tem nhập khẩu cũng như là xuất xứ của sản phẩm. Thì cái sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc, các bạn có thể nhìn thấy xuất xứ của Trung Quốc đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm này ra xem là nó bên trong của nó thì có những cái phụ kiện gì và nó sẽ sạc được cho những cái dòng máy nào. Ok, sách hướng dẫn sử dụng sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng tiếng Anh, toàn bộ tiếng Anh. Pin dự phòng dung lượng là 10.000 mAh. Ok, một sợi cáp USB chuẩn Type-C, độ dài nó khoảng đâu đấy khoảng tầm 12 đến 15 cm. Cái cáp này là cáp C2C nha các bạn nhé. Mục đích là sử dụng cái cáp C2C bởi vì là nó sẽ sử dụng cái công suất maximum tối đa là 25W. Vì cái cáp C2C này nó sẽ cắm vào cái cổng cổng C ở trên pin dự phòng đây. Thì để nó đưa ra được cái công suất tối đa là 25W. Thì cái pin sạc dự phòng này đây chính hãng của Samsung, nó có logo của Samsung. Dung lượng là 10.000 mAh, hỗ trợ công nghệ Super Fast Charging. Ok. Ở mặt trên của sản phẩm thì nó có một cái nút bấm cùng với cái bốn cái đèn. Thì cái nút bấm này thì khi các bạn bấm thì sẽ kiểm tra được dung lượng pin còn lại của trên cái pin dự phòng này. Đã. Các bạn bấm vào thì nó sẽ lên. Nếu mà có một đèn thì là dưới 25% pin. Hai đèn thì là 50% pin, dưới 50% pin. 3 đèn là dưới 75% pin và 4 đèn là còn khoảng từ 75 đến 100% pin. Nó có hai cổng sạc output. Cái cổng C ở đây thì nó vừa đóng vai trò là cổng input và vừa đóng vai trò là cổng output. Input tức là nó có thể là sử dụng để sạc vào cho cái pin dự phòng này. Output là nó có thể cắm luôn cái cổng C2C này để sạc ra cho các điện thoại của Samsung hoặc là những cái điện thoại sử dụng chân Type-C khác, cũng như là iPhone. Ngoài ra thì nó có một cái cổng sạc phổ thông, đấy là cổng USB. Các bạn có thể sử dụng cái dây cáp USB để sạc qua pin dự phòng này. Ok, mặt sau thì nó chỉ có một cái tem 2D barcode ở đây thôi. Mặt dưới của sản phẩm thì nó có đầy đủ thông tin. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Nó hơi khó nhìn một chút. Đấy, tuy nhiên thì cái thông tin ở dưới thì nó sẽ thể hiện hết được những cái thông tin, ví dụ như là xuất xứ này, tất cả những cái dòng điện đấy, các bạn có thể nhìn thấy dòng điện đầu ra thì nó đầy đủ cả. Ok, bây giờ mình sẽ test thử. Trước tiên thì mình sẽ test trên một chiếc điện thoại của Samsung trước. Ở đây mình có một chiếc S20 Ultra. Mình sẽ sử dụng cái cổng C này, C2C, để sạc cho S20 Ultra này. Đó. Đây, các bạn có thể nhìn thấy sạc siêu nhanh nhá, sạc siêu nhanh. Đó. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem, sạc siêu nhanh đấy, sạc siêu nhanh. Ok. Và
Đối với cái pin dự phòng này, nếu mà nó sạc cho những cái dòng máy khác của Samsung, những đời máy thấp hơn, ví dụ như ở đây mình có một chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì sao? Thì khi mà sử dụng cho những cái dòng máy thấp hơn, ví dụ như Galaxy Note 8, S9, S10 thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ là sạc nhanh. Đây, các bạn có thể nhìn thấy sạc nhanh. Sạc nhanh ở đây thì maximum của nó sẽ được 15W. Nó không được nó không sử dụng được hết công suất tối đa của cái pin dự phòng này. Pin dự phòng này nó công suất tối đa của nó là 25W. Tuy nhiên thì sạc cho những cái thiết bị cũ, ví dụ như là S8, S9, Note 8, Note 9 thì chỉ maximum lên được đến 15W thôi. Thì để sử dụng được hết công suất tối đa thì nó sẽ có thể là sử dụng được cho những cái dòng máy của Samsung từ Note 10 trở lên thì nó sẽ, hoặc là S10 5G thì nó sẽ sử dụng được maximum là 25W, công suất sạc của nó sẽ được maximum là 25W. Tuy nhiên thì sạc nhanh với 15W thì cũng khá là nhanh rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy sạc cho chiếc Samsung Galaxy Note 8 sạc nhanh. Ok, sản phẩm này có sạc được cho iPhone không? Thì tất nhiên là có. Mình sẽ test thử lại thêm một lần nữa. Đấy là sạc cho những cái thiết bị Android khác, ví dụ như là nó sử dụng chân Type-C. Ở đây mình sẽ sử dụng một đầu là USB. Đây, sẽ cắm cho Note 8. Rồi, thì nó sẽ vẫn nhận là sạc nhanh với công suất là 15W. Và mình sẽ thử cho chiếc S20 Ultra. Ok, khi sử dụng cái cổng USB để sạc thì nó sẽ chỉ nhận là sạc nhanh thôi, chứ nó không nhận là sạc siêu nhanh nữa. Các bạn có thể xem lại. Rồi, đang sạc, sạc nhanh. Nó không nhận là sạc siêu nhanh nữa, mà nó chỉ nhận là sạc nhanh thôi. Thế thì để sử dụng maximum công suất của nó là 25W thì các bạn sẽ phải sử dụng cổng C2C ở đây. Ở đây mình có một chiếc iPhone. Ở đây mình có một chiếc iPhone. Một cái dây. Rồi mình sẽ sử dụng cái cổng này để sạc cho iPhone. Sạc cho iPhone thì cũng khá là nhanh. Đó. Với chiếc pin sạc dự phòng Samsung 10.000 mAh, công suất sạc lên tới 25W này thì sẽ rất phù hợp với các bạn sử dụng những cái điện thoại từ Note 10 trở lên, thì nó sẽ sạc rất là nhanh, sạc siêu nhanh luôn. Và với công suất là 10.000 mAh, với dung lượng là 10.000 mAh thì nó có thể sạc được cho các điện thoại của các bạn khoảng 2 lần, những cái điện thoại đời cao. Ok, để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về pin sạc dự phòng Samsung, chính hãng của Samsung, 10.000 mAh, công suất là sạc là 25W. Các bạn có thể truy cập vào website phụ kiện samsung.com hoặc liên hệ số hotline của chúng tôi 0829 959595. Đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh của phụ kiện Samsung. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.